Mở đầu là phần tin trong nước quan trọng. Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Hội nghị kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước. Hội nghị lần này tập trung quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu của 9 luật và 11 nghị quyết quan trọng mà kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã thông qua. Những nội dung này có tác động sâu rộng đến xã hội và chính sách kinh tế vĩ mô của đất nước, có ý nghĩa không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024-2025, mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, với việc thông qua luật đất đai sửa đổi, Quốc hội đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng nhất của nhiệm kỳ. Chất lượng các luật, nghị quyết sau khi được ban hành đã quy định những nội dung căn bản về đất đai, nhà ở, căn cước, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bước đầu đã nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của nhân dân, cử tri, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ tình hình thực tế và báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ và các tham luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá đã có chuyển biến rõ rệt, trông thấy trong công tác triển khai luật, nghị quyết, nhất là sau thành công của hội nghị toàn quốc lần thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các kết quả triển khai thi hành luật nêu trên là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu. Khối lượng công việc cần tiếp tục thực hiện là rất lớn. Đặc biệt, nhiều luật của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường thứ 5 có số lượng điều luật, nội dung giao Chính phủ, các cơ quan quy định vừa nhiều, vừa khó, vừa đòi hỏi cao về tiến độ, vừa quy định nhiều chính sách mới, đặc thù, các nhiệm vụ, quyền hạn mới theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các cơ quan. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm ban hành danh mục văn bản hướng dẫn chi tiết và phân công cụ thể cơ quan soạn thảo gắn với thời hạn hoàn thành, bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện. Trên cơ sở thành công của hội nghị lần thứ nhất và hội nghị lần thứ hai này, Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin rằng những vấn đề được trao đổi tại hội nghị sẽ trở thành bài học kinh nghiệm quý, những vấn đề còn vướng mắc trong triển khai thi hành luật, nghị quyết sẽ có phương án giải quyết phù hợp. Qua đó, công tác triển khai thi hành pháp luật ngày càng chuyên nghiệp, bài bản, đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước, góp phần xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh. Sáng nay, đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tính đến giữa nhiệm kỳ đã có 17 trên 19 chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 15 của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao và ổn định, giữ vững đà tăng trưởng. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong vùng đồng bằng sông Hồng hoàn thành phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành phê duyệt kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh. Đặc biệt quan tâm chăm lo, bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội, hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển văn hóa xã hội con người của cả giai đoạn 2020-2025. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững. Chúc mừng và đánh giá cao những thành tích kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong những năm qua, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Quảng Ninh vươn lên đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, như lời phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngày 6 tháng 4 năm 2022. Đại tướng Tô Lâm đề nghị tỉnh ủy bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết đại hội 13 của Đảng, quyết định số 80 ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Trước mắt, tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, được coi là năm tăng tốc, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ. Tiếp tục đẩy mạnh
cái việc xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh về mọi mặt, tập trung quyết liệt về các cái biện pháp để cải cách hành chính, cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tháo gỡ những cái điểm nghẽn, khơi thông cái nguồn lực, chủ động nắm bắt những cái thời cơ đấy, với những cái đối tác đầu tư để thu hút những cái dự án đầu tư nước ngoài có năng lực, chất lượng, quy mô lớn, tập trung bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao cái phúc lợi xã hội. Đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu cao nhất, bao trùm nhất đó là bất luận trong tình huống nào cũng phải giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo đảm vững chắc an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ, tuyệt đối không để xảy ra khủng bố phá hoại, gây rối an ninh trật tự, bảo đảm an ninh an toàn cho nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cùng củng cố đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh trong vùng chiến lược, tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ, tập trung giải quyết những cái vấn đề nó gọi là điểm nóng về an ninh trật tự địa phương. Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì cũng đề nghị các đồng chí cần đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm theo hướng kết hợp nhuần nhuyễn giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, và phải nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải cách thủ tục hành chính, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thì trong đó chỉ đạo quyết liệt để thực hiện cái đề án 06 của Chính phủ. Tôi thấy cái này quyết tâm của tỉnh rất lớn. Đấy, công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu để đi vào cụ thể những cái bước đi về những việc này. Nhiều cái cách làm sáng. Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và quyết định số 90 của Ban Bí thư, đồng thời sớm ban hành triển khai thực hiện đề án xây dựng lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cũng trong sáng nay tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công xây dựng trụ sở 1 Công an tỉnh Quảng Ninh. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trụ sở 1 Công an tỉnh Quảng Ninh được khởi công xây dựng với quy mô một tòa nhà làm việc đa năng trung tâm, gồm một tầng hầm và 13 tầng nổi, với công năng làm việc, hội trường lớn và các phòng họp nhỏ, trung tâm thông tin chỉ huy, phòng truyền thống, thư viện và các công trình phụ trợ khác. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 2025. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, để xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quan tâm đầu tư cả về đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất, tiềm lực hậu cần kỹ thuật, đã hoàn thành lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất an ninh và công tác quy hoạch sử dụng đất an ninh, quy hoạch xây dựng phòng cháy chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy hoạch chung của tỉnh Quảng Ninh và quy hoạch đất an ninh của Bộ Công an. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã dành sự quan tâm hỗ trợ đầu tư kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chiến đấu cho Công an tỉnh. Đặc biệt, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đầu tư kinh phí thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công an tỉnh khởi công hôm nay, đáp ứng yêu cầu làm việc cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh. Dự án này chắc chắn sẽ làm thay đổi diện mạo Sở Chỉ huy Công an tỉnh Quảng Ninh và phục vụ hiệu quả cho công tác chiến đấu của Công an tỉnh. Để công trình được hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, bảo đảm chất lượng, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công phải bám sát các mục tiêu yêu cầu, chấp hành đúng quy định của pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các cam kết về quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng. Các đơn vị chức năng liên quan của Bộ cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục, kỹ thuật, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường công cộng tại địa điểm đầu tư xây dựng nâng cấp. Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy,
tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Ninh tin tưởng giao phó. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã dành tình cảm, sự quan tâm sâu sắc đối với lực lượng công an nhân dân nói chung, công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong thời gian qua, đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa trong thời gian tới. Chiều nay tại Hà Nội, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Bộ Công an về khảo sát đánh giá kết quả 10 năm thực hiện kết luận số 100 ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ban Bí thư khóa 11 về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong công an nhân dân. Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nêu rõ, để có cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá toàn diện, khách quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ việc thực hiện kết luận số 100 của Ban Bí thư về công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, đồng thời tham mưu Ban Bí thư đề án tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 100, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thành lập đoàn khảo sát nhiều đơn vị địa phương, trong đó mở đầu là Bộ Công an. Lý giải việc chọn Bộ Công an là đơn vị đầu tiên để khảo sát, đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá Bộ Công an làm tốt công tác điều tra, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong và ngoài lực lượng công an nhân dân, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Tuyên giáo Trung ương, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác này. Nhấn mạnh, cuộc khảo sát là tài liệu rất quan trọng, làm cơ sở cho báo cáo tổng kết của Trung ương tới đây, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương gợi ý một số nội dung để đoàn khảo sát phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi. Trong đó, lưu ý những kết quả, bài học kinh nghiệm mà báo cáo của Bộ Công an đã nêu, khẳng định tầm quan trọng của việc điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong bối cảnh hiện nay. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ bày tỏ vinh dự đón tiếp đoàn khảo sát của Trung ương, trân trọng cảm ơn đồng chí trưởng đoàn cùng các thành viên đã phát biểu ý kiến, đánh giá kết quả bước đầu việc thực hiện kết luận số 100 của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong công an nhân dân, đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe các ý kiến tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, cam kết sẽ đồng hành tạo mọi điều kiện để đoàn khảo sát hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2024 trong công an nhân dân. Thượng tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Năm 2023 là năm thứ hai triển khai thực hiện đề án số 04 của Bộ Công an về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy, tuyển mới trong công an nhân dân. Công tác triển khai đề án đã hoàn thiện hơn trong các văn bản hướng dẫn và thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện. Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 đã hoàn thành mục tiêu yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, được dư luận xã hội và các đơn vị chức năng đánh giá cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, phân tích làm rõ những kết quả nổi bật, những khó khăn vướng mắc, hạn chế tồn tại và nguyên nhân kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác tuyển sinh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu công an các đơn vị địa phương, các học viện, trường công an nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân, sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân, gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới. Đặc biệt là việc thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đến năm 2030, đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ công tác tuyển sinh các trình độ, loại hình đào tạo, đặt mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn tuyển, lựa chọn được những cán bộ thực sự có trình độ, năng lực, đáp ứng tốt hiệu quả, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn ngành. Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội thảo lấy ý kiến công an 22 đơn vị địa phương phía Nam góp ý cho dự án đổi mới vũ khí nóng cho lực lượng công an nhân dân. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.
Tại hội thảo, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, phần lớn vũ khí phục vụ chiến đấu của lực lượng công an cả nước đã được trang bị từ những năm 1990 trở về trước. Do vậy, số lượng và chủng loại vũ khí phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân hiện nay chưa đảm bảo. Để nhanh chóng khắc phục thực trạng này, Chính phủ đã quan tâm bố trí gói tài chính đặc biệt để đầu tư dần thay thế bằng nguồn vũ khí mới hiện đại để trang cấp cho lực lượng công an. Tại hội thảo, sau khi xem tóm tắt giới thiệu về tính năng, hiệu quả và thông số kỹ thuật của từng chủng loại vũ khí, đại diện công an các đơn vị địa phương đã bày tỏ thống nhất với phương án trang bị vũ khí do Cục Trang bị và Kho vận đề xuất. Từ thực tiễn công tác chiến đấu, lãnh đạo chỉ huy công an nhiều đơn vị địa phương cũng đề cập sự cần thiết trong việc trang bị vũ khí thế hệ mới hiện nay. Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, trọng tâm trong xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu về con người và trang thiết bị, phương tiện, công cụ phục vụ công tác chiến đấu. Trong điều kiện kinh phí còn hạn chế, việc đầu tư trang cấp phải bảo đảm hiệu quả, thiết thực và cả về tiến độ triển khai. Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, công tác hậu cần phải chủ động đi trước, cần trang cấp những chủng loại phương tiện, thiết bị công an các đơn vị địa phương cần phù hợp với điều kiện công tác chiến đấu, chứ không phải mua sắm những chủng loại có sẵn. Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Trang bị và Kho vận tiếp thu, bổ sung các ý kiến góp ý của công an các đơn vị địa phương và dự thảo đề án. Công an các đơn vị địa phương cần khẩn trương rà soát những chủng loại vũ khí hiện có để phân loại, đánh giá lại chất lượng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý với vũ khí đã được trang bị. Công an các đơn vị địa phương cũng cần đánh giá lại tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị vũ khí để đề xuất cho phù hợp với thực tiễn công tác chiến đấu. Chiều nay, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2024 khu vực phía Nam. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện 21 đơn vị phía Nam đã nêu những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân tiến độ giải ngân, đồng thời cam kết với lãnh đạo Bộ Công an sẽ hoàn thành đúng tiến độ giải ngân trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, các đơn vị cần rà soát ngay thủ tục đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra hậu cần tài chính, đầu tư mua sắm, xây dựng để đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đối với các dự án chuyển tiếp, cần khẩn trương đôn đốc nhà thầu, khẩn trương thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành hồ sơ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục các dự án thi công mới. Các đơn vị chức năng rà soát lại quy trình thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định, phân cấp, phân công trách nhiệm cán bộ phụ trách. Các đơn vị phải coi công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức nhiều chương trình sôi nổi và ý nghĩa, thu hút đông đảo các cán bộ chiến sĩ tham gia. Các hoạt động đã tạo được không khí vui tươi, ấm áp và để lại nhiều ấn tượng đẹp. Ngay từ đầu giờ sáng, đông đảo cán bộ chiến sĩ, nhân viên thuộc Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã có mặt để cùng nhau tham gia cuộc thi cắm hoa với chủ đề Phụ nữ Cục Truyền thông tự tin và tỏa sáng. Nhiều tác phẩm ấn tượng được các đội thi thuộc các đơn vị trong cục mang đến với những ý tưởng độc đáo, đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ nói chung và chị em phụ nữ trong Cục Truyền thông Công an Nhân dân nói riêng. Ngày hôm nay thì tôi tham gia một tinh thần rất vui và cảm thấy hạnh phúc bởi vì là chúng tôi luôn luôn là những bông hoa luôn luôn được Đảng ủy Cục Truyền thông Công an dân nâng niu và tạo mọi điều kiện để phát triển không những trong công tác chuyên môn và trong các hoạt động đoàn thể để chúng tôi luôn luôn được là những bông hoa tỏa sáng. Trong đó có nội dung liên quan đến cuộc thi cắm hoa, đó là sự tôn vinh những người phụ nữ hàng ngày chúng tôi làm công tác chuyên môn và những ngày hôm nay chúng tôi được tỏa sáng, được thể hiện những năng khiếu của bản thân mình. Trong khuôn khổ các chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân còn tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao như thi kéo co, nhảy bao bố, tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho các cán bộ chiến sĩ, nhân viên trong đơn vị. Đây cũng là cơ hội để mọi người giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong ngày hôm nay thì chủ yếu là các hoạt động thì sẽ là các đồng chí là đoàn viên thanh niên nam sẽ đảm nhận các phần việc mà các công việc này trước đây thì là các chị em của Hội Phụ nữ Cục Truyền thông dân đảm nhiệm. Thì chúng chính vì những cái qua những cái hoạt động mà chúng tôi tổ chức này thì chúng tôi cũng hiểu hơn những phần nào công việc đặc thù của các chị em trong cục, đặc biệt là những khối của phóng viên truyền hình cũng như là khối nhà xuất bản Công an dân. Và đồng thời hơn nữa là chúng tôi cũng muốn là các hoạt động được tăng cường cái sự giao lưu gắn kết, từ đấy thì tạo cái sự
đoàn kết thống nhất trong đơn vị của các tổ chức quần chúng. Thông qua ngày kỷ niệm 8 tháng 3 thì chị em thêm gắn bó, đoàn kết nhau hơn và thêm yêu thương nhau. Đây cũng là một cái dịp để chị em được gặp gỡ nhau tại cục truyền thông Công an Nhân dân. Và từ những cái ngày kỷ niệm 8 tháng 3 này, chị em đã thể hiện được, thấy được cái sự yêu thương của lãnh đạo cũng như anh em dành cho chị em để chị em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn trong công tác chuyên môn, và từ đó thì chị em có nhiều cái năng lực hơn để làm việc. Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng toàn thể đơn vị hoàn thành các mặt công tác chuyên môn, các nhiệm vụ chính trị được giao. Những sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo chính là động lực để chị em tiếp tục nỗ lực hơn trong công tác nghiệp vụ của đơn vị. Đây cũng là cơ hội để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ công an nhân dân, xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ tặng phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Ngày hôm nay, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin thuyền viên Việt Nam trên tàu True Confidence bị tấn công trên biển, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng các công dân Việt Nam trên tàu. Theo thông tin sơ bộ, thì trên tàu có 4 thuyền viên Việt Nam, 1 thuyền viên đã tử vong và 3 thuyền viên trong tình trạng sức khỏe bình thường. Các cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, xử lý các vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước làm việc với công ty phái cử các thuyền viên để triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết. Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo nhằm vào dân thường vô tội và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế.